Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, văn hóa, văn nghệ là một trong những mảng đề tài quan trọng của báo chí nói chung, góp phần vào sự phong phú đa dạng cho các trang báo, đồng thời đóng góp những thông tin, cái nhìn đa dạng về các tác phẩm, tác giả, những sự kiện trong đời sống văn học, văn nghệ cho bạn đọc. Trong chương trình Sách của Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm Ô Cửa Từ Trang Sách của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng, là những tập hợp những bài đọc sách, điểm sách văn hóa, văn nghệ với những chỉ dẫn giá trị dành cho người đọc. Cuốn Ô Cửa Từ Trang Sách tập hợp 70 bài viết đã được đăng tải của tác giả, nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng. Từ thực tế công việc, tác giả thể hiện những bài viết đó một cách gọn gàng, giản dị trên tinh thần phù hợp chuyên mục đọc sách của trang báo, phù hợp văn phong báo chí, dễ tiếp cận với bạn đọc phổ thông. Mục đích để bạn đọc biết đến, có dịp tìm hiểu, thưởng thức, thẩm bình tác phẩm. Từ những bài viết này, người đọc cảm nhận được một phần về cái hay, đẹp, nét độc đáo, thú vị của cuốn sách, tài năng, tâm huyết, dấu ấn sáng tạo của người viết, qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh những người làm công việc sáng tác và thể hiện thành quả lao động của mình dưới dạng ấn phẩm sách. Quan trọng nhất, các bài viết đưa ra những gợi ý, định hướng để độc giả tìm đến tác phẩm, nuôi dưỡng đời sống tư tưởng, tình cảm tốt đẹp của công chúng yêu văn học, nghệ thuật. Qua Ô Cửa Từ Trang Sách, tác giả cũng thể hiện lòng trân trọng đối với lao động văn chương, văn hóa nghệ thuật nói chung, một phần không thể thiếu để xây dựng đời sống văn hóa, bồi đắp thẩm mỹ cho xã hội. Đồng thời, trực tiếp qua các bài đọc sách, tác giả mong chia sẻ những suy nghĩ, nhận định của mình với đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp trẻ đang hoạt động báo chí về văn hóa, văn học nghệ thuật. Trong đó, có một công việc rất cụ thể, giới thiệu những cuốn sách. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật, những điểm sách hấp dẫn trong tác phẩm Ô Cửa Từ Trang Sách, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Trần Nhật Minh, trưởng ban văn học nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình. Thưa anh, trước tiên thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đọc xong tác phẩm Ô Cửa Từ Trang Sách của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng ạ? Những dịp cuối năm này, bạn bè đồng nghiệp tôi ra rất nhiều cuốn sách. Trong đó thì nhà thơ Nguyễn Quang Hưng ra một cái tập sách thực sự là rất chia vui với các đồng nghiệp, đặc biệt là Nguyễn Quang Hưng. Trong mấy tháng nay thì anh ra liền hai cuốn, một cuốn thơ và một cuốn điểm sách. Cuốn sách này nó vượt qua khỏi cái khuôn khổ là những cái bài điểm sách. Nó đã tạo được một cái không gian rất là ý nghĩa mà tập hợp rất nhiều các cái tác giả. Cả những cái tác giả chuyên nghiệp, những cái tác giả có tên tuổi, cũng như là những cái tác giả mới có sách, thế rồi các cái thể loại khác nhau, ví dụ như là sách chuyên luận, thế rồi tiểu thuyết, thơ, tản văn, thì Hưng đã mở một cái cánh cửa từ cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình cho tới cái cuốn sách và tiếp tục là thông cái cánh cửa đó tới độc giả. Thì tôi cũng rất là chia vui với Nguyễn Quang Hưng. Ô Cửa Từ Trang Sách là tập hợp hơn 70 bài viết giới thiệu về những cuốn sách với những đề tài vô cùng phong phú và đa dạng khác nhau. Vậy thì theo nhà báo Trần Nhật Minh thì cách sắp xếp của tác giả đã phù hợp hay chưa? Đồng thời là thể hiện được ý tưởng cũng như là ý đồ mà tác giả muốn gửi gắm thông qua tác phẩm này ạ? Các cái thể loại rất nhiều từ các cái cuốn sách mà Nguyễn Quang Hưng điểm ấy. Thì tôi nghĩ là đây là một cái cách xếp sắp nó hợp lý thôi, nó cũng là cách xếp sắp truyền thống. Tôi chú ý tới là Hưng xếp sắp theo các cái hệ thống tác giả, bởi vì có nhiều cuốn của các tác giả Hưng điểm, ví dụ những cái tác giả lớn như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Mai Văn Phấn chẳng hạn, thì anh Quang Hưng là điểm mấy cuốn liền, thế thì Hưng xếp sắp thành một cái hệ thống, thì tôi nghĩ là độc giả cũng rất dễ theo dõi khi mà đọc liền những cái bài viết của Nguyễn Quang Hưng về các cái tác giả được sâu chuỗi như vậy, thì họ có một cái nhìn tổng quát, khái quát về các chất liệu rồi những cái giá trị ở trong các cái cuốn sách của một tác giả.
Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì cũng có ra mắt rất nhiều những tác phẩm, chính vì vậy mà việc giới thiệu sách, điểm sách thì cũng có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì theo anh là để có thể điểm sách hay và hấp dẫn, giới thiệu những tác phẩm ý nghĩa tới bạn đọc thì điều này có khó hay không? Và với nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng thì anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này hay chưa? Cũng phải nói luôn một cái điều, tức là nghe cái chữ điểm sách thì tưởng đơn giản. Có thể nó kể cả về mặt số lượng con chữ nó cũng ngắn gọn, xúc tích. Nhưng mà cái khó ở đây là làm sao phải tạo được, phải tìm được những cái điểm đồng cảm, tìm được những cái điểm mấu chốt trong các cái cuốn sách và lại không được tham lam, không được quá là dàn trải. Phải tụ được những cái chi tiết, những cái gì đắt nhất của các cái cuốn sách. Thế thì tiêu chí của người điểm sách thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi. Trước hết họ phải là những người đọc nhiều. Thế rồi họ cũng là những cái đồng nghiệp. Thì họ có cái sự chia sẻ và hiểu lẫn nhau. Thì cái bài điểm sách đấy có giá trị. Với cái góc tiếp cận đó thì tôi nghĩ là Nguyễn Quang Hưng đã thành công. Bởi vì anh làm đã lâu rồi. Trên cái ấn phẩm của anh là cái ấn phẩm thời nay của báo Nhân Dân ấy, thì Hưng làm cái này nó thậm chí nó rất là chuyên nghiệp. Anh đã quen rồi. Và đấy như một cái nghề thường nhật của anh. Thế tuy nhiên là Hưng viết với cái dung cảm, cái cảm xúc về những cái tác giả là đồng nghiệp của anh. Rồi cả những cái tên tuổi khác nhau, cho nên là Hưng có cái sự khác nhau trong cái từng bài viết chứ nó không bị khuôn sáo. Ở đây tôi, quan điểm của tôi là điểm sách ấy, thì chủ yếu là dành cho những độc giả họ chưa đọc. Có nghĩa là chúng ta làm sao mà chúng ta giới thiệu những cái điểm hay, điểm mạnh của cuốn sách để mà khơi gợi, để mà giúp cho độc giả có một cái địa chỉ tìm đến các cuốn sách mà họ ưng ý. Là người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, theo dõi đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật, đồng thời là người sáng tác văn chương, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng có điều kiện viết các bài đọc sách để giới thiệu đến các bạn đọc. Tác giả Nguyễn Quang Hưng đã đăng nhiều bài viết nhỏ, giới thiệu nội dung chính, nét đặc sắc, thú vị, lôi cuốn của những tập thơ, truyện ngắn, tản văn của các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu đã thành danh, có uy tín, hay những cây bút trẻ đang sung sức và một số cây bút mới nhiều hứa hẹn. Trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang nói với nhau rất nhiều về câu chuyện là phát triển văn hóa, câu chuyện là phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy cái nhu cầu đọc sách của công chúng. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là mình có thể tạo ra và mình xây dựng được một cái tập sách gồm nhiều những cái bài đọc sách nho nhỏ để công chúng có thể dễ tiếp cận với một cái cách thể hiện nó cũng mang tính chất là phổ thông, mang tính chất là khái quát mà gần gũi hơn với bạn đọc bình dân. Mỗi trang viết, mỗi nhận định, mỗi con chữ là cả một niềm cảm mến, yêu thương, trân trọng của anh dành cho các tác giả. Điểm qua các bài viết, Nguyễn Quang Hưng đã dùng cảm xúc của một thi sĩ để yêu thương, dùng lý trí, sự tỉnh táo của một nhà báo để suy tư. Vì thế, người đọc được chiêm nghiệm một bức tranh đời sống đa màu sắc, đa thanh âm trong mỗi trang viết của anh. Thì anh quan tâm rất nhiều và theo tôi thì gần như là anh đau đáu với lại cái đời sống văn hóa văn nghệ đương đại. Qua những bài báo, qua những tác phẩm của mình để giữ gìn những cái vẻ đẹp truyền thống của văn học nghệ thuật Việt Nam, nhưng đồng thời cũng muốn qua những sáng tác của mình thì để làm mới nó và có những cái sự cách tân ban đầu và đã được giới nghiên cứu phê bình ghi nhận. Qua ô cửa từ trang sách, người đọc tìm thấy những thanh âm vang động của cuộc sống, khám phá vẻ đẹp của tự nhiên, sự cao cả từ những con người bình dị quanh ta. Xin được quay trở lại với chương trình Sách và Cuộc Sống, giới thiệu tác phẩm Ô Cửa từ Trang Sách của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng với khách mời của chương trình, nhà báo Trần Nhật Minh. Trước tiên thì Huyền Phương muốn mời anh Nhật Minh lắng nghe một đoạn trích trong tác phẩm này ạ. Nấp trong nhà báo Trần Nhật Minh với vẻ ngoài đồ sộ, quánh màu nước thời gian là trái tim thi sĩ nhiều rung động. Cho nên, có lẽ đã lần lữa mãi thì cũng phải đến ngày tâm hồn chợt căng, buộc phải tỏa lan hương chất mà tháng năm cuộc đời mình đã trầm tích.
Đây chính là lời giới thiệu cho tác phẩm Miền Sau Cánh Cửa của nhà báo Trần Nhật Minh mà tác giả Nguyễn Quang Hưng đã dành tặng cách đây một năm. Vậy thì cảm xúc hiện tại sau khi lắng nghe lại lời nhận xét này của anh đó là gì ạ? Và vốn là một người anh em, một người đồng nghiệp rất thân thiết với nhà báo Trần Nhật Minh, thì anh thấy rằng là khi mà giới thiệu về tác phẩm của mình, tác giả Nguyễn Quang Hưng đã giới thiệu được trọn vẹn bao nhiêu phần trăm những ý tưởng, những cảm xúc của anh cho tác phẩm này ạ? Một năm rồi. Thế nhưng mà cái cảm xúc của tôi khi mà đọc cái bài điểm, bài bình đó, nó vẫn còn mới nguyên. Phải nói cũng rất là cảm động khi mà một người em, một người đồng nghiệp chia sẻ cảm xúc khi mà đọc cái cuốn sách đầu tay của tôi. Tôi với Hưng thì hai anh em là thân thiết và có những cái quan hệ tình cảm, bạn bè rồi đồng nghiệp. Đó cũng là lý do mà Hưng rất hiểu. Hưng hiểu người, Hưng hiểu việc, Hưng hiểu qua đọc những cái tác phẩm và ứng vào cái con người của tác giả. Cho nên cái điều đầu tiên là Hưng nói rất trúng, rất đúng. Tôi nghĩ là cái đó là cơ bản. Nói phải đúng, phải trúng, hay thì tính sau. Vì tôi không thích cái sự viết mà mình quá lăng xê, quá tâng quá. Nó vẫn phải tựa vào cái chất lượng thực của cái cuốn sách đó. Với cái cuốn sách đầu tay của tôi thì đấy là một trong những cái lời động viên của bạn bè đồng nghiệp rất là ý nghĩa. Cũng có nhiều các cái anh chị, các bạn khác cũng ủng hộ, cũng chia sẻ. Thì Hưng cũng là một trong những cái bài giới thiệu mà tôi cũng rất là ưng ý. Từ góc nhìn của một người chuyên môn cũng như là trưởng ban văn học nghệ thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì anh thấy rằng là việc chúng ta có những chuyên mục giới thiệu sách sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với những bạn đọc ngày hôm nay, đồng thời là cũng giúp chúng ta giới thiệu được những tác phẩm hay đến với công chúng ạ? Cái cơ bản nhất vẫn là cái thông tin. Các cái thông tin dữ liệu về các cái cuốn sách. Thế và sau đó thì đương nhiên là những cái đồng cảm, cảm xúc. Làm sao Hưng đặt cái tên, anh Nguyễn Quang Hưng đặt cái tên tôi nghĩ rất hay và ý nghĩa. Ô cửa từ những trang sách. Những trang sách nó mở ra những ô cửa để nó tương tác với độc giả. Những người có thể chưa biết cuốn sách đó nhưng kéo họ lại với mình, kéo về cái không gian của cuốn sách đó. Thì bằng thông tin, bằng những cái dữ liệu, bằng những chi tiết đắt giá mà người viết giới thiệu như cái cầu nối để mở ra cái cánh cửa đó. Và ở đó thì có cả những cái cảm xúc. Tất nhiên cái liều lượng nó cũng phải nhất định để tạo cái sự tin cậy khi chúng ta giới thiệu. Chứ nếu mà chúng ta lăng xê quá hoặc chúng ta có thể dùng những cái mỹ từ hoặc là những cái độ chênh quá thì độc giả sẽ không thấy tin cậy. Và không tin cậy thì họ cũng sẽ nghĩ là đó là một cái lăng xê của những cái bạn bè đồng nghiệp với nhau, và đấy nó sẽ tạo nên cái sự phản tác dụng trong cái việc PR hoặc là review một cái sản phẩm tinh thần nào đó. Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, như anh Trần Nhật Minh cũng có chia sẻ, đó là một người đọc rất nhiều và viết cũng rất nhiều. Thậm chí là một năm thì anh cho ra mắt 1 đến 2 tác phẩm văn học hay là về tác phẩm thơ. Vậy thì anh thấy rằng là cái sức viết của người bạn đồng nghiệp của mình như thế nào với những đề tài vô cùng phong phú và những cái chất màu riêng của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng ạ? Tôi vẫn nói vui với cả bạn bè, anh em, đồng nghiệp là cái năng lượng của Hưng nó tỷ lệ thuận với cái vóc dáng của Hưng. Anh Hưng cũng rất là cao, ráo, trông có một năng lượng từ cái vỏ đó cho đến cái bề sâu. Và tôi rất trân trọng và nể phục với một năm ra rất nhiều những cái ấn phẩm ý nghĩa. Từ thơ, tản văn cho đến gần đây là cái cuốn này là cái cuốn điểm sách. Nhưng nó cũng lẩn ở trong đó những cái giá trị của cái cách viết sơ khai của cái viết phê bình, thì cũng rất mừng cho cái sự đa dạng đấy của Hưng, và nó cũng như là anh mở thêm những cái ô cửa để giúp cho độc giả, những người yêu quý anh có thể tiếp cận anh với nhiều hướng hơn. Thì đấy là cái rất mong, và Hưng tiếp tục phát huy được cái vốn mạnh của mình, đồng thời là mạnh dạn mở ra thêm nhiều các cái ô cửa từ cái vốn kiến thức cũng như là cái nguồn năng lượng và cảm xúc sáng tạo của mình.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Nhật Minh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là thông qua tác phẩm Ô Cửa Từ Trang Sách, mỗi bạn đọc sẽ tìm ra cho mình những cánh cửa riêng để bước vào thế giới nghệ thuật, tìm đến những tác phẩm giá trị. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng mỗi độc giả sẽ tìm thấy những bài học ý nghĩa thông qua những cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.